Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và các bạn có thể thấy đây là một cái background khá là mới. Và như tiêu đề video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái chi tiết hơn về căn phòng này của mình. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào từ ngoài cửa vào, ok? Các bạn sẽ cùng nhau đi từ cửa vào. Và khi mọi người đi vào thì mọi người có thể thấy đây là một chiếc sofa mà mình đã đặt ở đối diện với cái máy tính. Và mọi người có thể thấy là mình sẽ đặt sofa ở đây bởi vì là khi mà mình, ví dụ như là mình chơi game hay mình làm gì mệt mỏi thì mình có thể ra đây ngồi nhìn vào máy tính chẳng hạn. Và tiếp tục đến thì đây chính là hai con gấu mà mình khá là thích. Mà hai con gấu này thì mình mua rất là lâu rồi, nhưng mà mình muốn giữ nó để làm kỷ niệm, cho nên là mình sẽ không bắt đầu đi để trang trí lại phòng của mình. Và ở đây thì có mình treo một cái móc giá quần áo để có thể là treo những được những thứ như là quần áo denim và một số áo ti cũng như là quần short. Và những quần áo đây mình treo thì mình có thể là mình sẽ mặc trong tuần hoặc là mình chỉ để đấy để cho nó đỡ bừa thôi. Và tiếp tục dưới thì chúng ta có thể thấy là đây sẽ là hai đôi giày mà mình không đi nhiều lắm nên mình sẽ để ở đây. Và bên này thì là có hai cái ảnh mà mình thì mình định treo hai ảnh ở trên góc trên của cái sofa này. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái dàn PC này của mình. Ok, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi từ case. Và ở đây thì mình có một con chip i7-8700 và các đồ họa 1070 của Rockstrix. Main là main H370F Gaming cũng của Rockstrix luôn. Và một cặp RAM 16GB GSKill. Vì sao mình lại chọn Rockstrix? Bởi vì là các bạn thấy là những cái đèn LED này, đèn LED, những cái thanh RAM, những cái đèn LED ở trên main thì nó đều sáng lên rất đẹp. Và đây là bộ một cái tản nhiệt nước của Corsair 240. Và mình sử dụng nguồn là nguồn 500W. Mình mua nguồn này thì mình mua khá lâu rồi. Tiếp theo đến thì chúng ta có thể thấy trên bàn là những cái như là đây là loa này. Đây là một loa. Loa mình mua là loa 3.1 cho nên là sẽ có cái ba cái loa tép nhỏ bên ngoài. Và trên bàn chúng ta có thể thấy là có hai màn hình. Ở đây thì mình sử dụng một cái màn hình Samsung S23C350. Màn hình này mình mua khá là lâu rồi. Màn hình mua từ rất lâu rồi. Và đây là một chiếc màn hình MSI 1.4Hz cho để mình chuyên chơi game, những cái game như là FPS. Và mình thì mình dùng chuột Logitech G903. Trước đấy thì mình có dùng thêm một con 502 nữa, nhưng mà
mình thấy giới thiệu khá là lằng nhằng nên là mình đã đổi sang con 50 đã đổi sang con 903 này để dùng. Và mình sử dụng bàn phím này mua khá là lâu rồi. Đây là một cái chiếc bàn phím máy quay nhỏ và những nhẫn là vòng của Louis Vuitton. Và đây thì mình dùng loa là loa của HyperX Cloud 2. Thì cái loa này dùng được thường được rất nhiều người game thủ FPS lựa chọn hay là mình cũng lựa chọn luôn. Và sau cái màn hình này thì mình trang bị một cái đèn LED Amibili Light. Thì nó là cái đèn LED mà nhận diện theo màu của màn hình. Và bây giờ mình sẽ bật lựa chọn người xem. Và đây thì mình đang để màu đỏ. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái màu khác, màu nhận diện theo dạng của màn hình. Và có chiếc ghế gaming F1 Formula này nữa. Và các bạn thấy là trên máy tính thì chúng ta thấy một cái kệ. Và những cái kệ này thì mình thường để mấy những cái box hộp. Cũng như là ở đây thì mình để túi của mô của vòng này, kính và cũng như là một số vật dụng như là nước hoa và thắt lưng của Off-White. Và trên này thì mình bày hộp của Louis Vuitton, Gucci và Van Vogt. Và có một cái hộp chuột nữa. Và trên này thì có hộp của Saint Laurent và gì cũng như là chiếc cúp mà mình đã tham gia đấu trường máy tính kỷ niệm vừa rồi và một khẩu súng AUG. Và trên này thì mình bày nguyên những cái phụ kiện mà mình đã mua của máy tính như là main, RAM, card màn hình cũng như là chip. Và ở dưới này thì mình sẽ để nguyên một cái kệ chỉ để sắp tắt thôi. Và các bạn thấy là khá là ok. Ok, mọi người có thể đây thấy đây là tủ quần áo của mình. Và ở hai bên này thì mình để áo. Ở dưới này thì mình để áo khoác và ở đây thì mình để quần và ở giữa thì mình để giày. Và mọi người có thể thấy mình sẽ sâu chi tiết hơn mọi người, đó chính là trong này thì mình sẽ lắp đèn để có thể nhìn quần áo sáng hơn. Và ở đây thì mình để những chiếc áo như là flannel, áo ti và một số những loại áo mùa hè khác. Ở dưới này thì mình để khá là nhiều quần, từ những chiếc quần như là quần short, quần two-pan, track-pan. Vậy ở trên này thì mình để những chiếc như là hoodie và jacket và sweater. Ở dưới này thì mình để những chiếc áo như là áo bomber của Field God, biker jacket cũng như là một số những loại jacket khác. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người về cái căn phòng này của mình. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ đừng quên like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực vào những video tiếp theo. Và hẹn gặp tất cả mọi người những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.